cho các hợp chất sau, NH3 gì đó đúng không, NH4Cl, số hợp chất chứa nguyên tử nitrogen có số oxy hóa trừ 3. Tính thôi chứ giờ làm gì giờ, NH4. Rồi, ở đây thì mình có H là cộng 1 đúng không, X cộng cho cộng 1 nhân 3 bằng 0, X bằng trừ 3, đó đó nè. Rồi, X cộng cho cộng 1 nhân 4 cộng cho trừ 1. Xen lời trong NH4 là trừ 1 nha các bạn, nên nó hơi khó chút xíu nha. X cộng cho cộng 1 nhân 4 cộng cho trừ 1 bằng 0, X bằng trừ 3, nó luôn. Rồi, X góc hình N3, à N tôi đã nói nhiều đúng không, cộng 5, trong tài liệu tôi có mô tả, N trong này mặc định là cộng 5. Rồi, X cộng cho trừ 2 nhân 2 bằng 0, X bằng cộng 4. Rồi, đáp án chính xác là 2 thằng này, được chưa, vậy đáp án có 2 thằng thôi, OC là 2 thằng, là 2 hợp chất chứa nguyên tử hiệu dịch của số hóa trừ 3.